Tập 24. Còn một điều nữa là chú ấy nói mỗi lần mẹ đến tìm chú ấy đều là vì công việc. Mẹ không muốn để chú ấy nghĩ là mẹ lợi dụng chú ấy. Nếu như mẹ ngại hỏi thì con có thể hỏi giúp mẹ. Dù gì thì trưa mai bọn con cũng phải tập cùng nhau mà. Tập gì chứ? Thì là lần trước Trường Triết dẫn con đến một cửa hàng đĩa nhạc, rồi vừa khéo con gặp chú ấy. Chú ấy còn giúp bọn con giải quyết chuyện địa điểm luyện tập. Thêm nữa là trong cửa hàng vừa khéo có nhạc cụ, chú ấy liền cổ vũ bọn con lập một ban nhạc. Chú ấy sẽ hướng dẫn. Anh ấy còn hướng dẫn nữa hả? Vậy hai người sẽ phải gặp mặt thường xuyên rồi. Tên này muốn làm gì vậy không biết. Tóm lại là trưa mai bọn con sẽ tập cùng nhau. Bọn con sẽ gặp nhau đó. Sếp Thi, chiêu này của anh thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Nói cho cùng vẫn là thực lực của anh Thẩm hùng hậu, cũng là do chúng ta hợp tác ăn ý không chê vào đâu được. Nếu không thì cũng không kiếm ra món tiền này. Phải, đối với tôi mà nói, 20 triệu tệ này đến qua đúng lúc, thực sự đã giải quyết được nỗi lo lắng lớn nhất của tôi. Không biết bên Sếp Thi có còn dự án nào như vậy nữa không? Không dám giấu giếm gì. 20 triệu tệ này chuyển đến tài khoản của tôi thì đúng là cũng giải quyết được mối lo lớn nhất của tôi. Nhưng mà đối với nguồn vốn của cả tập đoàn mà nói thực sự là như muối bỏ bể. Tôi hiểu, đúng là anh Thẩm có chỗ khó. Đúng vậy, không thì cũng chẳng sốt ruột như vậy. Nhưng mà dù gì cái kiên kỵ nhất của những người làm kinh doanh chúng ta là chữ tham. Yên tâm, nếu có cơ hội lần nữa chắc chắn tôi sẽ không quên Sếp Thẩm. Cảm ơn. Tôi nghe điện thoại cái đã. Được. Alo. Cậu nói dự án nào? Hết chỗ rồi à? Đăng ký mua nội bộ vừa kết thúc. Tiền thì chắc chắn là kiếm được rồi. Toàn người vận hành cả mà. Đâu thể để cho các ông lớn bên trên bị lỗ được. Đầu tư nội bộ cũng cần đến 50 triệu tệ à? Lần sau đi. Anh Thẩm vừa nói gì? Tôi nghĩ là những lời Sếp Thi vừa nói quá là đúng đi. Cho dù là công việc hay đối nhân xử thế, nhất định không được quá tham lam. Đúng không nào? Thắng chắn này có khi chắn sao lại thua thì sao? Cái này ai biết được. Vậy nên làm chuyện gì đi bước đầu cũng phải thận trọng. Anh Thẩm quả là người hiểu đạo lý. Sếp Thi, anh gửi cho tôi một số tài khoản ngân hàng của anh đi. Lần này anh giúp tôi nhiều như vậy, dù thế nào thì tôi cũng phải bày tỏ với anh một chút. Anh làm vậy thì khách sáo quá. Cái gì của anh thì sẽ là của anh thôi. Vậy tôi không thể lợi dụng anh được. Phải đi thôi. Buổi tối tôi vẫn còn một cuộc hẹn nữa. Vậy sao? Sếp Thi, vừa rồi tôi vô tình nghe nói sắp tới trong tay anh có dự án gì đó, phải đầu tư 50 triệu tệ. Vậy ai mà trúng được dự án này chẳng phải phát tài rồi sao? Vấn đề mấu chốt là làm dự án với anh thì chỉ có lãi trở lên thôi. Người ngoài các anh nhìn thì toàn thấy béo bở, còn bên trong bản thân chịu vất vả thì tự bản thân sỏ thôi. Tuy toàn là mấy dự án nội bộ, nhưng mình đều là các ông lớn ăn thịt, để tốt cho chúng ta uống ngụm canh là được rồi. Nhưng mà nếu như chia thịt không đều cho các ông lớn thì người bị khiển trách là chính là bọn tôi đây. Giống như bây giờ thiếu 50 triệu tệ không biết chia thế nào, chia cho ai cũng không hợp lý. Nhưng mà định mức nhỏ nhất là 50 triệu tệ lại không tách rời ra được. Việc này giao cho tôi thì đúng là một củ khoai nóng. Sếp Thi, dự án ngon nghẻ như vậy thì tự anh ăn đi là xong. Tôi cũng muốn ăn chứ. Nhưng mà bọn tôi sao mà so được với ông chủ như Sếp Thẩm. Tôi cái gì? Anh có vốn lý. Bọn tôi chỉ chơi con số thôi. Mấy triệu thì còn tạm. Đùng một cái 50 triệu tệ, ai mà có chứ? Nếu tôi mà có thì tôi ăn luôn. Sếp Thi này,
Anh có coi tôi là anh em trong nhà không? Tôi cũng coi anh là anh trai tôi. Hay là như vậy đi, 50 triệu tệ này tôi vẫn đầu tư cho. Đừng, đây không phải là làm phiền anh sao? Tôi biết bây giờ tập đoàn anh cần tiền gấp, đúng vậy. Nào thể lấy số tiền anh vừa kiếm về lại đốt vào tiếp. Không được đâu, tuyệt đối không được. Sếp Thi, đây là người khác, chắc chắn tôi không đầu tư. Sao tôi làm vậy được? Anh vừa giúp tôi làm xong dự án trước, 20 triệu tệ này của tôi còn đang nằm trong tài khoản của tôi. Anh có gì bảo tôi không tin tưởng được? Sếp Thi, coi như anh giúp tôi đi. Tuy ngoài miệng thì nói anh bảo là san sẻ giúp anh, thì sao có ai mà không biết đây là anh đang giúp đám anh em bên dưới phát tài. Hơn nữa đích thị là bây giờ nguồn vốn của tập đoàn tôi đúng là thiếu rất nhiều. Tôi muốn đầu tư lớn hơn, trong ngắn hạn sẽ cố hết sức thu về. Nếu không tập đoàn tôi sẽ phiền to. Sếp Thẩm, nếu anh đã nói đến nước này rồi thì tôi cũng nói rõ đầu đuôi với anh. Đúng là rất có tiềm năng, nhưng mà là để dành cho các ông lớn bên trên. Để tôi nghĩ cách xem. Sếp Thi, anh đừng nghĩ cách nữa. Để miếng này cho tôi có được không? Kìa, để miếng này cho tôi là được rồi. Anh làm ơn đi mà. Chắc chắn anh còn giữ một suất cho mình. Như vậy đi, tôi nhận 2 suất. Anh có nhiều tiền mặt vậy sao? Tôi có chứ, căn nhà ở nhà đó cũng đủ 1 suất. Được chứ. Làm ơn đi mà. Vậy quyết định như vậy nha. Chú Diếp, hai cháu đến rồi sao? Chào chú. Nào nhanh lên. Ghi ta của mấy đứa. Cảm ơn chú. Hơi nặng đó. Không sao. Vậy chúng ta ôn tập một chút. Học ăn si lần trước chú dạy 2 đứa. Si. Si. Đào gãy nghe thử. Được. Đào. Đây, chỗ này ấn sai rồi. Đi đi, cái này phải ở đây. Đào gãy bên phải xem. Nghe để cảm nhận. Đào được đó. Tập nhiều vào. Đàn cho cháu nghe. Si. Anh cũng biết nhiều nhạc cụ quá. Mẹ, sao em lại đến đây? Anh dành thời gian tập với con gái em, tất nhiên phải đến xem thử rồi. Cái này không làm phiền mọi người. Mọi người tập tiếp đi. Được. Si, hai đứa làm lại lần nữa, chú xem nào. Nhớ nha, ngón tay phải thẳng lên. Đúng rồi. Lướt lần nữa. Cô như vậy là sao? Không phải tôi không chịu giúp cô. Dự án vốn yêu cầu cao. Tôi quả thực không lấy được suất nào hết. Chủ nhiệm, anh coi tôi là người thế nào chứ? Tôi là loại người tham tiền sao? Trong lòng của anh tôi nhỏ nhen đến như vậy sao? Đây, vậy cô như vậy, tôi muốn biết tại sao lại cho Mạnh Vũ Sang chức danh. Chuyện này à, cô vẫn còn trẻ, là có chí tiến thủ. Nếu để cô thăng chức trước, người khác sẽ bàn ra tán vào. Cô cứ rèn luyện tiếp đi, sẽ tốt cho cô. Cô là người duy nhất mà tôi dẫn dắt vào dự án. Nhiều cấp dưới như vậy, tôi chỉ tin tưởng cô thôi. Cô còn chưa hiểu tấm lòng của tôi sao?
Cô tìm làm gì với Bạch Diễu San chứ? Ước mơ của cô là cơ hội để cô thực hiện quá tự do tài chính. Vậy đúng là chỉ có tôi vào dự án sao? Bạch Diễu San không vào à? Không hề nhắc đến. Người khác tôi đều không tin tưởng. Một, hai, ba, bốn. Cảm ơn chú Diếp. Chú Diếp à, bọn cháu phải đi trước đây, chiều còn phải lên lớp nữa. Vậy sao? Vậy đi thôi. À, chú Diếp, lần sau bọn cháu đến tiếp được không? Được chứ. Xem bao giờ cháu có thời gian thì cứ thoải mái nói với chú. Dạ được, cảm ơn chú Diếp. Tạm biệt chú, tạm biệt. Bọn cháu đi trước đây, chào nhé. Tạm biệt. Cảm ơn, có gì đâu. Em cũng đi sao? Hai đứa phải đi học, em cũng phải đi sao? Em phải đưa bọn nó đi học chứ. Không cần, không cần. Hai người tiếp tục đi. Bọn con về được. Tạm biệt. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt. Em đến có phải có lời gì muốn nói không? Không phải đến để xem hai đứa nó tập thật chứ. Tất nhiên chủ yếu là em đến xem con gái của em tập. Sau đó cũng muốn nhờ anh giúp một việc. Giúp một việc. Vì là cần giúp một việc nên mới nhớ tới anh. Không phải như vậy. Đùa với em thôi. Ngồi đi. Thực ra tự em cũng cảm thấy như vậy không tốt cho lắm. Thực ra lúc cần giúp đỡ em nhớ tới anh rất vui. Anh còn nhớ Dạng Lệ không? Nhớ. Cô ấy là khách hàng cũ của Lệ Gia Liên Hợp. Cũng không hiểu vì nguyên nhân gì cô ấy chạy ra ngoài là một ca phẫu thuật thất bại mất rồi. Và rồi bây giờ cần hồi phục lại. Em đã tìm một vòng các bác sĩ có kinh nghiệm nhưng không ai chịu nhận. Vì ca phẫu thuật rất rủi ro. Vậy nên em đi tìm một vòng rồi mới tìm đến anh sao? Không phải, thực ra em có chút ý đồ riêng. Vì ca phẫu thuật này thực sự rất rủi ro. Nếu anh không thành công thì có thể sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bác sĩ. Đúng vậy, nói vậy không sai. Nhưng mà nghe có vẻ em chưa đủ tin tưởng anh. Sao anh cứ hiểu nhầm ý em vậy? Không phải em không tin tưởng anh, em không muốn anh gặp rắc rối. Vậy vì sao em lo cho anh, không để anh gặp rắc rối? Bởi vì dù gì chúng ta cũng là bạn bè. Vậy nên không muốn khiến bạn bè gặp rắc rối. Anh ngồi đây làm gì? Thiên Ngữ à? Thì anh... Chuyện là... Thiên Ngữ. Thiên Ngữ à? Anh thực sự không cố ý đâu. Em biết không, ngày hôm đó sau khi làm em bị thương, mấy hôm nay trong lòng anh vô cùng tự trách giải đấy. Thật đó, lời anh nói là lời thật lòng. Em nói xem, hai chúng ta kết hôn đã nhiều năm nay rồi. Em nói xem đã bao giờ anh đánh em chưa? Quả thực dạo này công ty nhiều việc quá. Đám nhà cung cấp giống như ruồi nhặng, ngày nào cũng đến công ty tìm anh để đòi nợ. Bọn họ đòi tiền anh, khi đó chẳng phải công ty hết tiền sao? Rồi ngày nào anh cũng về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Em cứ lôi anh vào mấy chuyện giặt giảnh. Hơn nữa hôm đó về, không ngờ còn muốn dẫn Tiểu Hâm đi cùng. Vậy nên khi đó chẳng hiểu tại sao anh liền. Khoảnh khắc đó anh cảm thấy không còn là chính mình nữa. Khi đó cảm xúc của anh mất kiểm soát. Em tha thứ cho anh được không? Em nói xem hai chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Em nói xem trước kia anh đối tốt với em thế nào. Em không thể vì một sự việc mà phủ nhận anh hoàn toàn được. Hơn nữa, nếu như em thực sự dẫn con rời xa anh, em muốn để cho Tiểu Hâm lớn lên trong một gia đình tan dở sao? Đúng không nào? Em tha thứ. Em hỏi anh, lúc anh qua lại với em, anh đã ly hôn chưa? Anh thừa nhận chuyện này. Lúc anh qua lại với em, anh đang làm thủ tục ly hôn với mẹ Thẩm Hàn. Vậy nên Thẩm Hàn nói không sai.
Em chính là người thứ ba. Không thể nào anh đã khiến em trở thành người thứ ba. Sao em là người thứ ba được chứ, Cương à? Chắc chắn em không phải mà. Anh và mẹ Thẩm Hàn, hai bọn anh vốn là bạn đại học. Nhưng mà tại sao bọn anh lại ở bên nhau được? Bọn anh thực sự không có nền tảng tình cảm. Là vì ba cô ta nói là giúp được cho anh. Anh muốn ở lại thành phố để phát triển. Vì anh muốn thành công, đó là một loại tham vọng. Nhưng mà anh gặp em thì anh thực sự cảm thấy em chính là vợ tương lai của anh. Em mới là vợ tương lai của anh. Anh cảm thấy anh muốn sống bên em, cùng nhau sinh con, cùng nhau dần dần già đi. Em tin anh có được không? Vợ à, lần trước khi chúng ta đi xem triển lãm tranh, chẳng phải em thích bức tranh là sốt cao sao? Hôm nay anh mua về cho em rồi. Anh gặp khó khăn mà, anh lấy đâu tiền mua tranh? Anh, đợi trước anh gặp khó khăn thôi, nhưng mà bây giờ không khó khăn nữa. Công ty sắp có tiền tới nơi rồi. Từ giờ về sau, Tiểu Hâm muốn học trường nào đều được hết. Em muốn mua cái gì thì mua cái đó. Không cần phải lo gì hết. Được không? Vậy trung tâm thẩm mỹ y khoa của em thì thôi. Em, trung tâm thẩm mỹ y khoa vẫn là của em thôi. Trung tâm thẩm mỹ y khoa vẫn là của em. Anh tuyệt đối không nhúng tay vào. Có điều anh thấy dạo này tình trạng của em không được tốt. Hay là em cứ ở nhà điều chỉnh trạng thái cho ổn định, rồi đến trung tâm thẩm mỹ y khoa sao, được không? Anh biết anh làm như vậy rất là sai. Bây giờ em phạt anh thế nào cũng được. Em đánh anh đi, đánh đi. Đánh anh đi, em đánh đi. Em muốn đánh thế nào cũng được hết, được không? Anh thực sự sai rồi. Anh đã sai rồi. Anh không muốn mất em. Em không tha thứ cho anh thì anh, trong lòng anh cứ buồn sầu mãi thôi. Vợ à, ngoan nào. Xin lỗi. Anh hứa với em anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em biết là anh yêu em và con nhường nào mà. Tha thứ cho anh đi. Thế nào rồi? Những sợi phi protein và cơ bản là đã hợp lại với protein của bản thân cô ấy rồi. Vậy nên bắt buộc phải tiến hành bóc tách. Bác sĩ của cô làm cũng mạnh tay thật. Chỗ nào cũng gắn sợi vào, không chỉ không đẹp mà còn làm tăng độ khó của lần bóc tách này. Vậy nên kết luận của anh là gì? Yên tâm đi, anh tự tin. Cô xem, tôi đã nói là bác sĩ Nhiếp cực kỳ giỏi mà. Dường như không có chuyện gì có thể làm khó anh ấy. Chị tự do. Tôi thực sự không biết phải cảm ơn chị thế nào. Thực ra khi đó mặc dù xảy ra chuyện, tôi liền đi tìm bác sĩ đó ngay lập tức. Nhưng mà anh ta sống chết không chịu thừa nhận nguyên nhân là do kỹ thuật và thuốc tim của anh ta. Không chịu gánh trách nhiệm phục hồi lại cho tôi. Nhưng mà vẫn may khi tôi đến bước đường cùng, vừa may gặp được chị. Thực ra khi đó tôi mang tâm lý còn nước còn tát. Không ngờ không phải trách nhiệm của mỗi người, mà là mọi người vẫn đồng ý phục hồi lại giúp tôi. Thực sự rất cảm ơn mọi người. Vậy mới nói đây chính là vấn đề tồn tại lớn nhất trong nghề chúng tôi cho tới bây giờ. Nhưng mà cũng may có người như bác sĩ Diếp là có hy vọng rồi. Vậy nên thực ra cảm giác thành tựu nhất khi tôi làm nghề này chính là có thể giúp người khác sống lại một cách tự tin, có thể đem lại hy vọng cho mọi người. Cảm ơn chị Tự Do. Đừng lo lắng nữa. Cảm ơn bác sĩ Diếp. Việc nên làm mà. Mời vào. Viện phó Hằng, chủ nhiệm La. Đây là vài bộ hồ sơ bác sĩ mà chị cần. Vừa làm xong thì chị đã gọi tôi rồi. Ngồi đi. Uống nước không? Không cần đâu. Chủ nhiệm La, cậu có cảm thấy càng làm lãnh đạo càng cách xa lâm sàng không? Cả ngày chị giải quyết mấy việc hành chính, đối dân xử thế.
Chị nói đúng. Chị cũng biết đó, hồ sơ cá nhân bác sĩ, con người tôi khá đơn thuần, chuyện ngoài chuyên môn đúng là không hiểu cho lắm. Bình thường cũng không đỡ đần được chị nhiều. Tôi thấy cậu hiểu nhiều đó chứ. Đào là đầu tư này, quản lý tài chính, kim tự tháp này, tự do tài chính. Nghe đó cậu đều biết sơ sơ. Chủ nhiệm La, dù thế nào đi nữa cũng đừng có ảnh hưởng công việc chính. Cái này bác sĩ Mạnh là bác sĩ khoa các cậu phải không? Đúng, khoa tôi. Tôi thấy cô ấy không nhiều tuổi lắm, nhưng mà bài viết của ấy mới công bố dạo trước. Lần này bệnh duyệt chuyên gia cũng có cô ấy. Thành quả nghiên cứu khoa học của cô ấy xuất sắc lắm sao? Tổ chuyên gia của chúng ta đã nghiên cứu rồi mà. Cô ấy có đủ năng lực, có thể đảm nhiệm chức vị chuyên gia. Cậu không cần khách sáo nữa. Hậu bối có xuất sắc đến mấy, chẳng phải cũng cần một lãnh đạo giỏi hướng dẫn sao? Sao tôi lại nghe nói cô ấy từ chối chức danh chuyên gia? Cô ấy chưa bàn bạc với cậu à? Chưa. Có phải cô ấy thấy áp lực lớn quá không? Vậy cậu phải khơi thông tư tưởng cho cô ấy mới được. Cơ hội như vậy không phải năm nào cũng có. Thanh niên phải biết trân trọng. Lát nữa tôi đi khơi thông tư tưởng cho cô ấy. Chủ nhiệm La, còn một chuyện nữa. Tôi nghĩ cậu không nên dùng hết sức lực vào các mối quan hệ xã hội. Chính cậu cũng tự nói rồi, sở trường của cậu là lâm sàng, nghiên cứu khoa học. Mấy chuyện mạng xã hội chúng ta không làm rõ được, không tốt cho ai hết. Cậu hiểu rồi chứ? Tôi hiểu. Kỹ thuật và thẩm mỹ của bác sĩ Diếp đều thuộc hàng đầu. Các đồng nghiệp khác là đồng nghiệp cũ của công ty Lệ Giai Liên Hợp. Vì vậy họ phối hợp rất ăn ý. Cứ yên tâm, thư giãn đi. Chị Tự Do, tôi làm xong hết thủ tục cho cô rồi. Thôi thì cô cứ yên tâm nằm viện đi. Khi nào bác sĩ Nhiếp nói cô được ra viện thì cô mới được đi đó. Ổn cả chứ? Rất thuận lợi. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đã. Chuyện tôi nhắc cô nhất định phải chú ý. Nhưng mà nếu cô có bất cứ vấn đề gì thì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn bác sĩ Nhiếp. Khi nào tôi lấy lại nhan sắc, tôi nhất định sẽ tặng anh một lá cờ thi đua thật to. Bên trên sẽ viết bàn tay hồi xuân giữ mãi thanh xuân. 8 chữ in qua. Cậu tôi không cần cảm ơn tôi long trọng sao? Cờ thi đua thông thường đều tặng cho bác sĩ. Chị Tự Do có cần đâu. Phải đó, tặng cho em làm gì? Em treo ở đâu? Em có chỗ để treo không? Chị Tự Do, hiện tại chị vẫn độc thân chứ? Hay là tôi tặng chị một anh bạn trai? Công ty tôi có nhiều anh chàng có tài mà còn độc thân. Chờ mặt tôi hồi phục rồi, tôi về công ty chọn lựa cho chị và anh. Được thôi. Đẹp trai nhiều tiền không? Thật sao? Vừa phẫu thuật xong. Cô đừng nói chuyện liên tục như vậy. Đợi vết thương hồi phục đã. Sếp Khang cô cũng vậy, đừng làm phiền bệnh nhân. Thế nào là làm phiền? Tôi đang quan tâm bệnh nhân mà. Chị à, có giới thiệu nữa không? Giới thiệu chứ, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Sao lại không giới thiệu cho tôi? À đấy, thôi, vừa phẫu thuật xong đúng là nên nói ít lại. Chờ em một chút. Sao đây, giới thiệu bạn trai xong rồi sao? Phải, giới thiệu sơ qua em thấy không ổn lắm. Hiện tại tiêu chuẩn của em cao lắm. Mọi người nói lâu rồi không gặp. Hôm nay ca phẫu thuật rất thành công. Vì vậy trưa nay muốn tụ tập một lát. Anh có thời gian không? Anh có thời gian không à? Vừa có người bạn nói với anh là giới thiệu bạn gái cho anh làm quen. Nên chắc là anh không có thời gian. Làm việc của anh đi. Đây anh đùa thôi. Gửi địa chỉ cho anh rồi, tự đến đi.
Vô cùng cảm ơn Sếp Khang đã tạo cơ hội này cho mọi người tụ tập. Tôi xin nâng chén trước. Bác sĩ Lý nói gì vậy? Tôi phải cảm ơn các anh mới phải. Cả bác sĩ Nhiếp nữa. Tôi không ngờ chúng ta vẫn ăn ý như vậy. Thật vui quá đi mất. Càng chén càng chén. Cảm ơn chị Tự Do. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta được tụ tập với nhau rồi. Giờ xem ra Lệ Gia liên hợp Tự Do em là khó mà kinh doanh lại được. Sau này mọi người có dự định gì? Cảm ơn. Cứ tiếp tục dây dưa cũng không phải cách. Giờ đây tôi đang nộp CV. Khi nào có mối ngon tôi sẽ chuẩn bị nghỉ việc luôn. Bác sĩ Diếp, anh thì sao? Bác sĩ Diếp giỏi như vậy chắc chắn là khác chúng ta rồi. Có rất nhiều trung tâm thẩm mỹ y khoa đang chờ cướp anh ấy về. Phải đó, lão Diếp là hàng hiếm. Vì sao vẫn ở lại Lệ Gia liên hợp? Chỉ là vẫn chưa có cơ hội đặc biệt nào. Chờ xem xét thêm đã. Đưa cho em đi, em làm cho. Để em. Ba chỉ sắp được rồi. Bao lật đi. Đừng để bị cháy. Tôi đang chờ ăn đây. Alo. Sếp Trần. Miếng này chín rồi, cô ăn thử xem. Được được chứ, bây giờ tôi qua luôn. Mấy miếng này chín rồi. Bye bye. Mọi người à, thật ngại quá, tôi có chút việc nên có lẽ phải đi trước. Nhưng mà tôi đã nói với ông chủ rồi, mọi người ăn uống thoải mái đi. Tất cả tính vào thẻ của tôi. Cảm ơn chị. Tự Do, để tôi đưa cô đi. Không cần đâu, anh ở lại, ăn cùng với mọi người đi. Có việc gì tôi sẽ gọi cho anh. Chơi vui nha. Được, bye bye chị, bye bye. Bye bye. Lão Diếp có gì đó nha. Bác sĩ Diếp, có chuyện gì? Chẳng phải nên làm như vậy sao? Nào uống một chén đi. Ăn đi. Ra đây. Cậu Trịnh phải không? Anh là... Tôi là chủ nhiệm khoa của Mạnh Vũ Sang. Tôi họ La. Chủ nhiệm La có phải không? Đúng rồi, chào anh, chào anh. Nghe danh anh đã lâu, quả thật là tiếng tăm lừng lẫy. Khách sáo rồi. Tôi đến cũng hơi đường đột. Hôm nay Tiểu Mạnh không đi làm, cũng không liên lạc được. Tôi thấy hơi lo. Vừa hay, tiện đường nên qua xem thử. Cô ấy không có nhà sao? Không có nhà. Sao cô ấy cũng không đi làm vậy? Phải, cô ấy. Như vậy đi, anh vào nhà trước. Tôi gọi cho cô ấy xem thế nào. Có cần gửi giày không? Không, 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 không. Không cần. Anh cứ vào là được. Được, được, được. Anh gì nhỉ? Chủ nhiệm. Anh ngồi tự nhiên. Được, được, được. Để tôi gọi cho Sang Sang. Được, được, được. Anh ngồi đi, cứ ngồi đi. Cô ấy cũng không nghe điện thoại của tôi. Chủ nhiệm La, có phải anh tìm cô ấy có việc gì không? Nếu anh không ngại thì hay là nói với tôi đi. Tôi sẽ thay anh chuyển lời cho cô ấy. Cũng không phải việc gì quan trọng. Cậu có phát hiện ra dạo này tâm trạng của Vũ Sang không được tốt lắm không? Đúng là hơi như vậy thật. Anh cũng biết Sang Sang mà. Cô ấy là người suy nghĩ nhiều, giả lại cũng nặng lòng nhiều chuyện. Tôi tưởng là vì chuyện bình duyệt chức vụ vất vả quá, cho nên cô ấy bị áp lực. Chủ nhiệm La, có phải Sang Sang gặp phải chuyện gì ở đơn vị không? Tôi thấy khả năng quan sát của cậu rất nhạy bén. Thực ra biểu hiện của cô ấy cũng rất bình thường. Dù sao cô ấy cũng là một người có trách nhiệm. Đôi khi bác sĩ chúng tôi cũng không thể điều hòa được cảm xúc mà bệnh nhân và công việc mang lại. Cô ấy không muốn mang nó về nhà là chuyện rất bình thường. Cậu thấy chuyện này có ảnh hưởng đến quan hệ giữa cậu và cô ấy không?
Chắc là không. Thì kiểu nếu cô ấy mang cảm xúc trong công việc về nhà đi nữa, tôi cảm thấy có lẽ cũng bình thường mà. Nhưng mà ban nãy anh nói vậy, bỗng nhiên cảm thấy hình như ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai chúng tôi. Tôi cũng không biết nên nói chuyện với cô ấy thế nào, cũng không biết nên khơi thông cô ấy ra sao. Cậu cảm thấy không nên bắt đầu từ đâu? Tuyệt đối đừng hỏi cô ấy. Bình tĩnh xử lý, để bác sĩ Mạnh tự điều chỉnh. Tôi cũng sẽ nghĩ cách giúp cô ấy. Về rồi. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Sang Sang, anh ở nhà sao? Sao hôm nay em không đi làm? Sao anh biết em không đi làm? Em xem ai đến kìa. Sao anh lại đến đây? Chủ nhiệm thấy hôm nay em không đi làm nên ghé hỏi xem em có chuyện gì, quan tâm em một chút. Anh muốn làm gì? Tiểu Mạnh, tôi thấy dạo này cô chịu áp lực khá lớn, lại không ở bệnh viện. Tôi nghĩ ghé qua thăm cô sẽ có giúp được gì không. Tôi cũng rất quan kênh hai người đến nhà tôi chơi. Chắc chắn rồi. Ra ngoài. Sang Sang, cậu xem biểu hiện của áp lực quá lớn đó. Thôi, có vấn đề gì về bệnh viện nói sau. Em nói chuyện với lãnh đạo kiểu gì vậy? Anh ta nói gì với anh rồi? Sang Sang à, có phải dạo này em có chuyện gì không? Hay là em với chủ nhiệm có hiểu lầm gì? Em nói với anh đi. Không có. Đừng hỏi nữa. Sang Sang, có chuyện gì em có thể chia sẻ thẳng thắn với anh không? Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng. Có chuyện gì em nói thẳng ra, chúng ta cùng nhau đối mặt. Em cũng không thể cứ âu sầu sầu rĩ mãi. Nó không phải là cách giải quyết vấn đề. Anh cũng rất muốn giúp em. Anh muốn giúp em mà. Em không thể cứ coi anh là người ngoài cuộc được. Em không cần ai giúp hết. Sang Sang, ban nãy em thấy rồi. Có phải em và chủ nhiệm la có gì đó xích mích với nhau không? Chủ nhiệm la chèn ép em sao? Đây, họ la kia, đứng lại đó. Anh đã làm gì vợ tôi? Tôi hỏi đã làm gì vợ tôi? Cậu buông tay tôi ra. Tôi không buông. Buông ra đi. Buông tay tôi ra. Cậu nghe trước đã. Đừng kích động, nghe đã. Nghe cái gì? Đừng kích động, nghe đi. Chủ nhiệm, sao vậy? Tôi luôn có cảm giác cô đơn mãnh liệt, nhất là sau khi về nhà. Tôi vô cùng hiểu anh. Cứ nghĩ đến gia đình là tôi chỉ thấy thất vọng. Tôi chưa từng kể ra đấy chuyện của tôi. Anh ấy cũng chưa từng hỏi. Xem ra chúng ta đồng bệnh tương liên rồi. Hiểu chưa hả? Cậu tưởng cậu hiểu mà Vũ Sang sao? Tôi cũng tưởng như vậy. Cho đến khi cô ta từng bước dẫn dắt tôi, quấn lấy tôi, dụ dỗ tôi. Cậu tưởng cô ta là nạn nhân sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi mới là nạn nhân. La Quy tôi đây. Tôi mới là nạn nhân. Cậu muốn nghe cô ta lừa tôi, lợi dụng tôi thế nào không? Cậu muốn gặp cô ta nói về cậu thế nào không? Cậu có hiểu cô ta không? Quan hệ với cô ta và ba gay gắt thế nào cậu có biết không? Mẹ cô ta chết như thế nào cậu có biết không? Làm sao cậu biết được? Làm sao cô ta dám nói cho cậu biết chứ? Nhưng mà tôi thì biết hết. Còn nữa, cậu chẳng biết gì hết. Cậu hoàn toàn không hiểu về cô ta. Cậu vẫn luôn bị cô ta che mắt. Cô ta dùng bạo lực lạnh, dùng cách giấu giếm lừa dối để khống chế cậu và khống chế tôi. Cậu tỉnh táo lên đi. Cậu hãy khôn lên một chút đi.
Con bị lừa rồi. Con người của ta là như vậy đó. Chẳng phải chúng ta đã nói phải thành thật với nhau, giữa chúng ta không có bí mật gì sao? Bao nhiêu bí mật như vậy, bao nhiêu chuyện như vậy em có thể kể hết cho chủ Diệp La, vì sao lại không kể cho anh chứ? Không phải em không kể cho anh, chỉ là em cảm thấy một mình em có thể đối diện được. Lẽ nào không phải là giữa chúng ta em nên tin tưởng anh sao? Trịnh Khung, chúng ta về nhà nói chuyện được không? Không cần đâu. Hiện giờ anh không muốn nói chuyện với em. Trịnh Khung, có gì chúng ta về nhà nói được không? Anh không muốn về ngôi nhà đó. Nếu như chúng ta không thể nói hết bí mật của mình cho nhau, thì vì sao phải chung sống với em nữa chứ? Sao chúng ta phải cố chung sống với nhau? Không phải em không nói với anh. Được rồi, đủ rồi. Nếu vậy thì chúng ta bình tĩnh lại đi, được không? Trịnh Khung à, Trịnh Khung. Vào đi. Cô đến rồi à? Sếp Trần, cô Khang đến rồi. Sếp Khang, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Được, cảm ơn thông tin cô Lê cung cấp. Có thời gian chúng ta lại nói chuyện sau. Sếp Trần, vậy tôi đi trước. Được. Ngồi đi. Được. Tôi gọi điện cho Dạng Lệ rồi. Nghe nói cả phẫu thuật rất thành công. Đúng vậy, phẫu thuật vô cùng thành công. Giờ chỉ còn xem tình hình hồi phục thôi. Vậy thì tốt, xem ra nhóm các cô đúng là chuyên nghiệp thật. Xét về kỹ thuật thì Lệ Giai Liên Hợp thực sự có thể tính là hàng đầu trong nước. Cô đúng là chẳng khiêm tốn chút nào. Lê Văn cũng tiến cử với tôi suốt, nói là Lệ Giai Liên Hợp có địa vị rất cao trong ngành. Không những vậy còn ra sức giới thiệu cô là người dẫn dắt đội nhóm thích hợp nhất. Tôi suy nghĩ rồi, phương án của cô có thể thông qua. Tôi có thể đầu tư vào Lệ Giai Liên Hợp. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn sếp Trần. Nhưng mà hiện giờ Lệ Giai Liên Hợp vẫn là công ty của sếp Thẩm và vợ. Vì vậy, về mặt này vẫn cần cô đi trao đổi sắp xếp. Không thành vấn đề, chuyện này cứ để tôi sắp xếp. 5 phút nữa tôi có cuộc họp. Chúng ta uống chén trà đi. Được. Cô Khang à, tôi theo dõi cô rất lâu rồi. Nào, uống trà đi. Cảm ơn. Trước đây tôi luôn cảm thấy có lẽ mình quý mến cô vì năng lực làm việc của cô. Vừa qua khoảng thời gian chúng ta tiếp xúc gần đây, tôi cảm thấy có lẽ không hoàn toàn là như vậy. Mạo muội hỏi cô một câu, lần trước ở nhà chúng tôi Khang đi đó cô còn độc thân, có thật không? Là thật. Là vậy à? Tình cảnh của tôi cũng rất đơn giản. Mẹ Trần Triết qua đời sớm, tôi cũng luôn một thân một mình. Vì vậy, cô có muốn cho tôi một cơ hội không?
Vậy thì tiếc quá, có lẽ tôi bỏ lỡ cơ hội này mất rồi. Vì trước mắt thì tôi đang độc thân, nhưng mà tôi có người mình thích rồi. Nếu sếp Trần đầu tư vào Lễ Gia liên hợp vì nguyên nhân này thì tôi không thể chấp nhận được. Không đâu, không đâu, tôi sẽ không đưa chuyện tình cảm cá nhân vào công việc, cô yên tâm đi. Vậy thì tốt quá, không làm anh chậm trễ cuộc họp nữa, tôi đi sắp xếp công việc đây. Vậy thì chúc cho chúng ta mọi sự thuận lợi, tôi sẽ cố gắng. Sếp Khang, có thời gian nói chuyện không? Thẩm Thành Phong có biết cô định đổi việc không? Đâu có đổi việc gì, chỉ là giữ gìn quan hệ. Mạng lưới quan hệ của cô quả thực rất rộng. Chắc chị cũng nhìn ra tôi muốn sang chỗ sếp Trần. Xin lỗi, tôi không có nguyện vọng hợp tác với cô. Hơn nữa, chẳng phải sếp Thẩm đối xử với cô mặt nào cũng tốt sao? Sếp Thẩm đối với tôi quả thực rất tốt, nhưng mà con người mà lúc nào cũng muốn thứ tốt hơn. Huống hồ tình hình hiện tại của tập đoàn Thành Phong cũng không lạc quan lắm. Vì vậy cũng muốn chọn một con thuyền cứu sinh cho mình trước khi thuyền chìm sao? Chuyện thường ở đời, thương mà không giúp gì được. Tôi biết Đặng Vi Vi cũng đang đàm phán với sếp Thẩm về việc mua lại. Thái độ của sếp Thẩm thế nào? Sếp Khang tìm hiểu thêm thông tin nội bộ cũng quan trọng lắm đó. Những thông tin nội bộ này của cô không có giá trị gì với tôi hết. Thật ngại quá, tôi phải về nhà rồi. Tạm biệt.